tuy hôm nay mới chính thức khai mạc hội sách tại Hà Nội, nhưng sự cố dùng từ lẩu sách cuối năm trước đó của công ty Alpha Books đã khiến dư luận khá bất bình. Đại diện đơn vị này đã thừa nhận lỗi cung cấp thông tin ban đầu không rõ ràng khiến cho công chúng hiểu lầm và khẳng định không hề có ý rẻ rúng sách và tri thức hay làm xấu xí đi hình ảnh của ngành sách nước nhà. Còn bây giờ là các thông tin giải trí đáng chú ý khác. Hàng nghìn khán giả thành phố Hồ Chí Minh vừa được thưởng thức một đêm nhạc EDM hoành tráng cực chất về âm thanh ánh sáng lẫn dàn nghệ sĩ trình diễn. Khách tham dự được thỏa sức bay bổng cùng giai điệu đầy lôi cuốn của ông hoàng nhạc Grants Armin Van Buuren. Bộ đôi Scenery Jam và Ryan Marciano thì mang đến những set nhạc chào kết tuyệt vời, tạo nên ấn tượng khó quên trong lòng các tín đồ EDM. Thay vì chọn phương thức quen thuộc là giới thiệu sản phẩm mới trên Internet, ca sĩ Ngô Kiến Huy lại chọn nhá hàng ca khúc mới của mình tại các cửa hàng tiện lợi trong cả nước. Hình thức quảng bá này của chàng Bắp được rất nhiều fan ủng hộ. Đoạn teaser lạc giữa nhân gian chạy hơn 30 giây với bối cảnh cổi trang được xem là sản phẩm đầu tư nhất trong năm 2017 của Ngô Kiến Huy. Ca khúc do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác cùng với sự hợp sức của hai producer là Đỗ Hiếu và Remastic. Giải đấu ứng tác pháp ngữ khu vực châu Á do sân khấu kịch Hà Nội tổ chức vừa diễn ra tại Jazz Xuân Tây Hồ. Các thí sinh tự tạo nên câu chuyện theo chủ đề được đưa ra và không có kịch bản. Người chiến thắng là do khán giả quyết định. Nhưng màn đối đáp vui nhộn, phản ứng nhanh của các diễn viên nhí đã mang đến người xem những tràng cười thú vị, góp phần tạo sân chơi cho những người yêu thích kịch ứng tác pháp ngữ. Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ trụ tượng Trần Văn Thảo vừa được giới thiệu tại Gallery Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm sử dụng gam màu trầm để vẽ nên các đường thẳng. Tác giả đưa người xem khám phá sự bí ẩn giữa ranh giới nhẹ và nặng, tạo nên suy tưởng về những phương hướng, con đường trong cuộc sống. Triển lãm Đường Kẻ diễn ra đến ngày 20 tháng 1 năm 2018.